Chào quý vị và các bạn, mình là Michael đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm sao mà để bán được hàng mà hiệu quả. Thì các bạn đã biết rồi đó, khi mà các bạn muốn ra khởi nghiệp hay bạn muốn làm kinh doanh thì cái việc quan trọng nhất của việc kinh doanh là các bạn phải tìm được khách hàng. Và muốn tìm được khách hàng thì bạn phải bán hàng. Và muốn bán hàng một cách nghệ thuật là không nên quảng cáo. Mình quảng cáo như là không quảng cáo vậy các bạn. Rõ ràng trong đó mình có lồng vào nội dung quảng cáo nhưng mà khách hàng người ta sẽ không thấy được và người ta sẽ không biết. Cái đó gọi là cái nghệ thuật. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn nghệ thuật bán mà như không bán và làm sao mà để bạn bán giá cao hơn so với những cái người mà người ta đang cạnh tranh với bạn nhưng mà bạn vẫn bán được hàng tốt. Như vậy mới hay các bạn. Vẫn bán được giá cao, vẫn mang lại hiệu quả cho khách hàng, vẫn bảo hành tốt như vậy. Thì làm cách nào? Thì xin mời các bạn coi video này nha. Thì bắt đầu nó chia làm 3 giai đoạn các bạn. 3 giai đoạn trước khi bạn bán hàng, có nghĩa là cái khâu chuẩn bị á, người ta thường hay nói là thất bại trong khâu chuẩn bị là các bạn chuẩn bị thất bại đó các bạn. Thì các bạn phải thành công trong khâu chuẩn bị nha. Bạn phải thành công trong khâu chuẩn bị thì các bạn chuẩn bị thành công. Đó, dễ hiểu thôi. Rồi, cái thứ hai là trong khi bạn bán hàng, có nghĩa trong khi bạn giao dịch á, bạn phải làm thế nào? Và thứ ba nữa. Cái chế độ hậu mãi sau khi bạn bán được hàng rồi thì bạn bình thường người ta hậu mãi như thế nào? Bạn phải làm gì cho nó khác những cái người xung quanh, những cái đối thủ cạnh tranh của các bạn để các bạn có được cái sự tin tưởng vào khách hàng và khách hàng nó mua hàng của bạn thường xuyên hơn. Rồi bây giờ mình đi vào phần thứ nhất nha. Phần thứ nhất là trước khi bán hàng là như bạn hãy chuẩn bị tốt trong cái khâu chuẩn bị á, là như là bạn thành công trong cái khâu chuẩn bị. Giai đoạn 1, thành công trong khâu chuẩn bị. Thì làm thế nào để thành công trong khâu chuẩn bị? Có nghĩa là bạn hãy, ví dụ bây giờ mình nói đơn giản nhất là cái áo này, muốn bán được cái áo này thì bạn phải cho khách hàng biết cái nguồn gốc nó áo từ đâu. Thì có nghĩa là bạn phải cho họ biết cái xuất xứ của cái áo này từ đâu. Nếu nó từ Thái Lan là bạn phải quay những cái đoạn video bạn đi Thái Lan, bạn lấy hàng và những cái công ty đó nó sản xuất ra cái áo này như thế nào để người ta biết rõ cái nguồn gốc nó là như thế nào. Hoặc là bây giờ bạn nói bạn bán cái máy vi tính đi thì bạn phải review cho khách hàng biết cái máy vi tính nó như thế nào, máy vi tính đó là của hãng nào, RAM nó như thế nào, nó sử dụng như thế nào, rồi cái gì là ưu điểm của nó, cái gì là nhược điểm của nó, giá cả của nó như thế nào, khi mua cái máy vi tính đó thì có được cái gì, chơi game được hay không, hay để cái máy tính này dùng cho văn phòng hay là chỉ để dùng cho văn phòng thôi. Thì bạn phải nói hết tất cả mấy cái đó ra để cho người ta biết bạn là một chuyên gia, bạn là một cái người rất là giỏi về cái lĩnh vực đó. Giống như bạn bán laptop, bạn phải giỏi và đi tư vấn như người khác được các bạn, chứ không thể nào một người bình thường mà đi tư vấn như người khác được, phải giỏi nha các bạn. Rồi, thì bây giờ bạn review cái laptop đó rồi, sáng bạn review một lần, thì là trưa bạn chụp một tấm hình nào đó, bạn đăng lên, bạn nói bạn đang sử dụng cái laptop này, sử dụng nó như thế nào, nó mướt như thế nào, nó tốt như thế nào, hoặc bạn mặc cái áo này vô, bạn thấy cảm giác cái áo này như thế nào, nó làm cho bạn cảm thấy nó thoải mái, hay cảm giác nó mát, đó các bạn. Bạn phải cho những cái người xung quanh, bạn tạo cái sự chú ý, attention, sự chú ý cho mọi người để cho mọi người thấy được, cho mọi người biết được cái giá trị của bạn đem lại cho người ta. Thì người ta thấy bạn ok, bạn sử dụng cái sản phẩm như vậy rồi, bạn cho người ta dùng thử các bạn. Đó, cái tuyệt vời nhất cái khâu chuẩn bị là bạn hãy cho người ta dùng thử. Có nghĩa là khi bạn có cái cửa hàng hoặc là các bạn có bạn bán hàng ở nhà cũng vậy, thì bạn cho người ta tới, người ta mặc thử cái áo này như thế nào, rồi cho người ta nói ok, hàng của em là thứ năm thứ bảy gì đó nó về, anh chị nào muốn thử tới đó mà thử. Thì đó, các bạn cho người ta sử dụng máy vi tính thử, cho người ta mặc thử cái áo vô, người ta thích người ta sẽ mua thôi. Rồi, đó là khâu thứ nhất các bạn, hãy thành công trong khâu chuẩn bị nha. Và muốn thành công trong khâu chuẩn bị, bạn phải có hai bước như nãy mình nói. Bước thứ nhất là bạn phải là liên tục cho người ta biết là bạn giỏi về lĩnh vực đó, bạn viết những cái review về cái lĩnh vực đó, bạn có thể làm video chia sẻ về cái đó, và bạn có thể mặc những cái áo này vô, rồi bạn thay cho nhiều người mặc, hoặc là bạn mặc bạn đi chỗ này bạn chụp hình, đi chỗ kia chụp hình cho bạn thấy nó đẹp thì người ta cũng thích, ai cũng muốn được đẹp hết các bạn, ai cũng muốn được gọi là sành điệu hết, thì người ta muốn như vậy, bạn cũng muốn như vậy, thì bạn đánh vào cái tâm lý của khách hàng thì bạn sẽ thành công trong khâu chuẩn bị. Rồi, bước thứ hai là trong khi bán hàng các bạn, thì sau khi mà bạn khách hàng đã tới cửa hàng của bạn hoặc là người ta đặt online, thì trong khi giao dịch á, bạn hãy chính trực và trung thực trong cái khâu nói chuyện với khách hàng.
một là một, hai là hai, giá đó là giá đó. Bạn không có nên mà lên giá rồi để mà giảm giá. Bạn nói rõ cho khách hàng biết, ok giá của em là 5 triệu, 7 triệu, bao nhiêu đó, phải rõ. Anh chị mua cái này em sẽ tặng cho anh chị cái gì, cái gì, cái gì, rõ ràng đó các bạn. Khi mà khách hàng người ta sẽ kỳ kèo, tất nhiên là khách hàng của Việt Nam là rất là muốn giảm giá rồi các bạn. Nhưng có vấn đề á, bạn không có nên giảm giá. Nếu bạn giảm giá đó là bạn sẽ giảm cái giá trị của mình xuống. Bạn hãy nói cái câu như thế này là người ta sẽ tin tưởng à. Anh chị, nếu mà anh chị muốn giảm giá, ở ngoài kia nó có rất là nhiều hàng rẻ cho anh chị mua, nhưng mà hàng của em là em đảm bảo cái chất lượng cho anh chị. Và cái chế độ hậu mãi của em là sau khi bán á, chế độ hậu mãi của em, lát nữa mình sẽ nói cái bước đó, nó khác với những chỗ khác. Thì bạn phải làm cho khách hàng tin tưởng là cái sản phẩm của bạn là sản phẩm tốt, nên bạn không giảm giá. Nếu bạn giảm giá xuống là khách hàng hay đặt câu hỏi ngược lại, ủa tại sao nó giảm giá, giảm giá hàng này có gì xảy ra mà lại giảm giá như vậy. Thì khách hàng người ta sẽ nghi ngờ với cái chất lượng của bạn. Nếu mà hàng của bạn đã tốt, đã chuẩn thì không có cái gì mà phải giảm giá, không phải, phải tự tin lên để mà bán hàng. Không có nào mà rẻ và bền mà đẹp được các bạn. Rẻ bền thì không, sẽ không đẹp được, còn bền và đẹp thì không thể nào rẻ được, và rẻ và đẹp thì không thể nào bền được các bạn. Ba cái đó là cái tam giác, là cái tam giác không thể nào mà điều hết đó các bạn, không được. Bạn phải chọn hai thôi, còn cái yếu tố còn lại nó sẽ không được các bạn. Không có cái nào mà vừa rẻ bền đẹp đâu. Rồi, ở trong khi bán hàng thì các bạn hãy cố gắng làm sao để cho mọi khách hàng người ta cảm giác là họ mua món hàng đó nó hời các bạn. Giống như trong những cái video khác mình đã nói về giao dịch bất động sản các bạn. Bạn làm, bạn muốn bán bất động sản hay là bạn mua bất động sản, bạn phải làm cho cái người đối diện các bạn cảm giác là họ mua cái món đó họ lời, họ hời được. Họ coi như là họ có được một cái giao dịch thành công, chứ họ không muốn là họ bị rip off. Rip off dịch ra tiếng Việt là giống như bị cắt cổ đó các bạn. Ví dụ giá đó 10, đáng lý ra là 10.000 mà họ phải trả 20.000, họ về họ sẽ bực mình, và bực mình họ sẽ có những cái tâm lý, họ sẽ không giới thiệu, cái tâm lý họ sẽ không giới thiệu cho người khác, và người ta sẽ không có hài lòng với sản phẩm của bạn, và nhiều khi người ta sẽ làm rất là mệt cho bạn về vấn đề bảo hành của mình. Rồi mình đi qua vấn đề thứ ba. Sau khi mà bạn bán được cái món hàng đó rồi, thay vì những cái công ty khác nó bảo hành cho bạn 1 năm thôi, thì bạn, cái công ty của bạn có thể làm cho khách hàng 1 năm rưỡi, 2 năm gì đó. Bạn phải nói với khách hàng trong vòng 1 tháng em sẽ làm một đổi một cho anh nếu mà có bị trục trặc về kỹ thuật. Nhưng mà trong 1 năm đầu thì sẽ là nhà cung cấp người ta bảo hành cho anh. Sau đó cửa hàng của em sẽ bảo hành cho anh thêm 6 tháng hoặc 1 năm nữa. Đó là lý do cái sản phẩm của em đảm bảo chất lượng và giá của em nó sẽ cao hơn giá những người xung quanh. Đó các bạn. Các bạn phải nói cho khách hàng biết cái sự trung thực của các bạn và tất cả những cái gì xung quanh của sản phẩm của bạn. Bạn không có sợ, không có ngại mà nói những cái câu này. Tại vì bạn nên nhớ một cái điều á, khi mà bạn muốn chốt sale á thì bạn không nên nói nhiều quá. Cái này là cái bí mật chỉ có trong group mình nói, hôm nay mình chia sẻ với bạn luôn. Khi bạn nói chuyện với khách hàng á, bạn hãy để khách hàng nói nhiều. Bạn chỉ cần biết được cái nhu cầu của khách hàng đó bạn chốt sale, chứ bạn không nên nói. Thì khách hàng người ta sẽ nói ok, tôi muốn mua cái laptop này vậy tôi để làm cái gì, cho con tôi, cho cháu tôi, có mục đích nó đi học, nó sử dụng cái này kia kia. Bạn cứ để cho khách hàng nói hết đi, xong đó bạn chốt lại, bên em có sản phẩm này rất là phù hợp, giá nó là 6 triệu, và bây giờ em đang có chế độ khuyến mãi còn 5 triệu hay 5 triệu rưỡi gì đó. Bạn nói như vậy, hoặc là bạn không khuyến mãi luôn, bạn nói chính xác cái đó, nhưng mà anh mua như vậy sẽ được tặng phần mềm này, phần mềm kia đó. Các bạn phải chính trực mạnh, bạn nói như vậy. Rồi khi mà khách hàng người ta mua laptop vậy á, bạn có những cái chế độ gọi là upsell rồi cross sell nữa để cho người ta mua. Ví dụ như bây giờ nếu mà mua laptop bình thường thì bảo hành 1 năm thôi, nhưng mà nếu anh chỉ bỏ thêm 200 hay là 500 nữa, anh sẽ có thêm bảo hành 1 năm nữa, thì có nghĩa là anh yên tâm về cái sản phẩm của anh trong vòng 2 năm. Nếu 1 năm thì có nhà sản xuất, còn thêm năm thứ hai là bên cửa hàng em bảo hành nữa, anh yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm của em. Thì đó các bạn, bởi vậy đó, cái vấn đề đó các bạn nhìn xung quanh đi, thằng Apple nó làm tốt lắm các bạn. Thằng Apple, cái thương hiệu Apple, điện thoại iPhone đó, hoặc là Apple Watch, hoặc là iPad, iMac, mấy cái máy tính đó, nó làm rất là tốt. Lý do là sao? Trước khi nó bán hàng nè, nó thành công trong cái khâu chuẩn bị đó. Mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của nó nha. Các bạn thấy mỗi lần mà nó, khi mà nó ra sản phẩm không, lúc nào báo chí nè, truyền thông nè, social network nè, cũng quảng cáo rầm beng hết. Các bạn thấy không? Người ta phải xếp hàng từ ngày này qua ngày kia, người ta phải nằm đó line up, rồi nằm đó ngủ, nhờ người này nhờ người kia ra xếp hàng dùm để mua những cái sản phẩm đó. Các bạn thấy 10 năm đổ lại không? Mỗi lần Apple nó ra sản phẩm,
rồi nó mời báo chí trên toàn cầu tới những cái chỗ conference của nó đó, hội nghị của nó tổ chức như vậy. Mà thấy nó hoành tráng không? Các bạn cứ nghĩ là nó chốt sale khi mà nó ở những cái cửa hàng Apple Store, những cái cửa hàng của Apple. Không phải đâu các bạn. Nó chốt sale ngay chỗ tại cái chỗ mà nó diễn ra cái buổi ra mắt rồi các bạn. Khi nó ra mắt là nó chốt sale rồi. Và cái ngày nào nó tuyên bố là sẽ có sản phẩm là người ta đã xếp hàng line up để người ta kiếm được, có được những sản phẩm đầu tiên. Các bạn thấy không? Cái khâu chuẩn bị nó làm tốt như vậy á, nên những cái khâu sau á, người ta thật sự người ta cũng không cần làm tốt những cái khâu sau đó. Nhưng mà những khâu sau chế độ hậu mãi nó rất là tốt các bạn, cực kỳ tốt luôn. Có những cái nó bảo hành 2 năm, ví dụ như camera nó bảo hành 2 năm, và có những cái bình thường nó bảo hành 1 năm đó. Có những cái sản phẩm mà mình sử dụng 2 năm rồi mình đem ra mình đổi. Mà khá hay một cái này à, bây giờ hồi cách đây vài tháng á, vợ mình cái camera nó bị nó bị hư á, mình đem ra mình sửa thì còn bảo trong vòng á, thì cái máy nó hết bảo hành rồi nhưng mà cái camera là bảo hành 2 năm, thì nó tới cái tháng số 23 nó bị hư đúng không, thì từ tháng thứ 23 nó cộng thêm 24 tháng nữa nó bảo hành, chứ nó không bảo hành theo cái kiểu mà còn nó tới nó sửa xong rồi tháng sau hết bảo hành, không có chuyện đó các bạn. Nếu mà nó hư tính từ cái tháng thứ 23 cộng thêm 4 tháng nữa thì tổng cộng có tới 27 tháng. Mà mình ví dụ trong tiếp tục trong 24 tháng tiếp, ý tổng cộng là 47 tháng. Còn mình ví dụ nha, nếu mà trong 24 tháng tiếp theo mà camera nó bị gì nữa thì tiếp tục nó lại cho thêm nữa các bạn, nó dài ra nữa các bạn. Bảo hành cái chế độ hậu mãi nó rất là tốt, rất là hay. Và khi mà các bạn lên bảo hành của máy nó, bạn có thể đi tới cửa hàng nó bảo hành liền ngay lập tức, hoặc bạn có thể book lịch, hoặc là bạn có thể là gọi điện thoại lên tổng đài nó tự nó sửa luôn cho bạn luôn online. Nó rất là hay, bạn chỉ cần đọc cho nó cái iCloud rồi này nọ đó các bạn. Trước khi bán hàng là thành công trong khâu chuẩn bị cực kỳ thành công. Rồi trong khi mà bán hàng là khi mà bạn tới bạn giao dịch với những cái cửa hàng Apple đó, bạn thấy cái gì xảy ra, người ta làm việc rất là nhanh nhanh nhạy, người ta làm việc rất là chuyên nghiệp và người ta giúp bạn rất là nhiều. Là nghĩa là chốt sale trước rồi. Khi những cái conference, những cái hội nghị nó diễn ra như vậy, tất cả mọi người fan hâm mộ của trái táo trên toàn thế giới, người ta đã xem những video đó, người ta đã thích rồi, người ta ham muốn sản phẩm đó rồi. Khi mà bạn đi tới bước chân vô cửa hàng, hiện tại mình biết ở Việt Nam chưa có cửa hàng nào của Apple, chỉ là những cái cửa hàng ấy thôi chứ không chưa có Apple chính thức đó. Thì các bạn nào đi nước ngoài các bạn sẽ thấy khi bạn bước vào chân cái cửa hàng đó là các bạn thấy cảm giác là muốn mua sử dụng sản phẩm nó rất là thích đó các bạn. Thì trong khâu bán hàng và khi mà bạn mua hàng sản phẩm về có vấn đề gì sử dụng thì bạn cũng được bảo hành bảo hiểm nó rất là tốt các bạn. Và cái sản phẩm nó có một cái hay nữa, cho dù bạn mua cái điện thoại bạn chưa tháo hộp ra, bạn để 1 năm 2 năm 3 năm, nó tính không phải là từ ngày bạn mua, nó tính từ ngày bạn mở hộp ra, bạn kích hoạt cái điện thoại lên, nó tính bảo hành từ ngày đó. Bạn thấy nó hay không đó? Các bạn hãy áp dụng cái chiến lược của Apple để bạn kinh doanh. Và bạn nên nhớ nha, muốn thành công, cho dù giá của bạn thấy Apple không? Nó luôn luôn giá cao hơn những chỗ khác nhưng mà luôn luôn nó bán được các bạn, nhờ những cái khâu chuẩn bị của nó. Rồi mình kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại các bạn những video sau chia sẻ của mình. Các bạn nào chưa đăng ký kênh các bạn nhớ đăng ký kênh và hãy bấm nút chuông để nhận được những video mới nhất và sớm nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.